Chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu qua chiếc xe nhà mình là chiếc Shibura D335. Vỏ là mình mới rửa xe xong rồi, máy mình mới rửa xong nên là tiện mình quay luôn. Vỏ nó đây. Shibura D335. Trời nó hơi nắng. Mình cứ quay một vòng trước nhé. Rồi tới mình sẽ xem chi tiết tổng thể. Con này là mình làm chủ yếu mình để phơi cà thôi. Giờ xong mùa cà thì nó hầu như là nó không còn việc nữa rồi. Đây là cái tràng cà này. Rồi. Giờ bắt đầu mình sẽ đi xem thông số lốp nhá. Lốp BS này. Lốp nhập. Thông số là 12428 này. 12428 này. Mình mới rửa xong thì nó vẫn còn hơi ướt áp. Nó khô thì có vẻ hơi lâu đấy. Thì là thôi, mình quay luôn thì thấy nó đưa nó vô nhà cho khỏi nóng. Mấy cái vết này là nước chảy chứ không phải là nhớt thay dầu gì đâu nhá. Do mình mới rửa xe xong. Gầu này là gầu 4,5 nhá. Gầu rin ấy. Con này là 4 máy. Máy móc vẫn còn nguyên zin màu sơn của nó luôn đấy. Con này là có bơm tự động này, bơm điện này, bơm dầu bơm điện này. Nên là hết dầu không phải lo. Đây bơm điện này. Đó. Dạ. Vâng, bố có đi ngủ đây đợi xíu không thôi đấy. Chiếc này của mình là chạy được 1500 giờ rồi. Con này nguyên bản của nó là có cabin nhé. Đây này, cái đường của nó đây này, đường cabin đây này. Cái máy sưởi của nó đây, nó lại không có máy lạnh. Con này không có máy lạnh. Nên là chỉ có máy sưởi thôi. Và mình tháo cái máy sưởi mình đưa lên đây làm quạt rồi. Đây, này. Quạt mình đưa lên làm quạt mát rồi. Con này của mình là ben điện này. Nó sử dụng ben điện. Còn lại là số cơ toàn bộ nhé. Đây là tiến đùi này. Số chạy của nó đây này. Nào, 1, 2, 3, 4 này. Tầng nhanh tầng chậm này. H, M, L. Còn đây cũng là tầng nhanh tầng chậm luôn nhé. Đây là số phay này. 1, 2, 3, 4 này. Đây là gài cầu trước nha. Đạp P-size này. Còn cái này là khóa nhớt này. Bố ơi, bố rút điện cho con đây. Cái này là khóa nhất đấy. Đây này, cái cần này hôm như mình trước mình nói con 235 này, con 335 thì nó có thêm cái này. Cái này là khi mình cài tiến. Mình cài chạy tiến á thì là
cái cầu trước này là nó có tác dụng. Nhưng khi mình nùi ấy, là mình không gạt cái này đấy, là mình để xuống cái này, cái chữ này nghĩa là cài này. Là nó cầu trước nó khi mình nùi ấy là cầu trước sẽ không có tác dụng. Mà mình muốn có tác dụng là mình phải kéo lên, là nó như kiểu nó hoạt động như cầu bi một chiều ạ. Tương tự là vậy. Con này có hỗ trợ khi cua nhá. Mình khi mình về số số lặng ạ, mình về số chậm ạ, về tầng này này. À, hỗ trợ cua là nó sẽ báo hỗ trợ khi cua này. Máy móc của con này nó có cái điểm, con này nó có cái nhược điểm này. Nó không có sưởi. Nó lại sưởi tự động. Nếu mà bác nào mà đưa sưởi mấy lần bác nào mà lôn ấy, bật vặn khóa phát đề luôn ấy là không được. Như mình để qua đêm ấy, hoặc là mình để lâu qua đêm là mình phải bật khóa lên. Là mình để vậy. À quên, nó kêu tít tít này là con này nó có cái báo này nhá. Ví dụ mình chưa nâng dàn phay lên hoặc mình chưa nâng chảo là nó sẽ báo. Nhưng khi mình đề lên là mình nâng lên là nó sẽ hết, hoặc là mình để bật khóa này mình gạt ngay là nó hết. Đó. Khi mình bật khóa một lúc á là mình để được. Chứ mình để một phát đề luôn nếu nó đời không được. Đó, nó báo chưa nâng lên dàn chảo luôn. Báo phanh tay này, đang đèn đèn phanh tay đang sáng này, cho mình chơi nhả đèn này. Đây nhá, mình sẽ cài cái hỗ trợ khi cua nhá. Đó. Đó, mình nhả phanh tay này, nhảy đèn tắt rồi. Đó, mình cài cầu trước là nó hiện lên ngay này. Đó, thấy chưa? Đó, rồi. Số của con này thì vô cùng nhẹ lắm. Ra này. Đấy, con này thì sướng rồi. Đây là lân xuống lân chảo rồi, rồi dưới đây là lân giản phay này. Này thì mới kệ nhé. Chào nhé.